Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Anh Đức Digital. Sau một ngày chờ đợi thì bây giờ tôi đã được trên tay dòng loa Bluetooth và nói là rất là phù hợp cho giới trẻ và rất là phù hợp cho những buổi event hay là những buổi picnic. Đây là một dòng loa rất mới, rất hot tại thời điểm này của JBL, đó là Boombox. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở xem bên trong dòng loa Boombox này sẽ như thế nào nhé. Đúng là một dòng loa phù hợp cho giới trẻ, phù hợp cho những buổi party, phù hợp cho những buổi picnic, phù hợp cho những chuyến đi phượt mà tất cả những anh em chúng ta đang chờ đợi bấy lâu nay. Các dòng loa JBL được thiết kế rất là đặc biệt, và đặc biệt là cái phiên bản logo này rất là nổi bật. Và ngoài ra đây là những cái nút chức năng, thì bao gồm đây là nút nguồn và nút ra đây là JBL Connect, chúng ta có thể là kết nối nhiều dòng loa JBL mà cùng hỗ trợ tính năng này. Và bên cạnh đây là những nút volume tăng giảm ở đây, nút play và nút Bluetooth. Các bạn xem đây, đây là những cái thiết kế được mạ bằng một cái kim loại rất là đẹp, xung quanh viền rất là nổi bật. Và mặt sau này chúng ta sẽ có chiếc mặt, chúng ta đây thấy là mình có thể là sử dụng thêm nhiều tính năng cho cài đặt, như là cái này là tính năng nghe nhạc trong nhà này, rồi tính năng nghe nhạc ngoài trời bằng cách nhấn vào đây rất là dễ dàng. Và ra thì còn có, vì dòng loa này được thiết kế chống nước nên thành ra là những cái nước này được thiết kế rất là chặt. Ôi trời ơi. Ok, trong này là có hai cổng USB với thời lượng pin là 20.000 mAh, thì chúng ta có thể dùng để sạc cho tất cả điện thoại hoặc là máy tính bảng, rất là tiện dụng. Và đây là jack cắm 3.5, chúng ta có thể dùng để kết nối với những cái điện thoại, máy tính bảng hoặc là TV, nếu như chúng ta không muốn kết nối, không muốn sử dụng Bluetooth. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái âm thanh của dòng loa Boombox này như thế nào nhé. Chúng ta phải mở nguồn lên. Các bạn thấy đây, dòng loa này được thiết kế khá là to và chắc. Thì nếu như mà những thanh niên như mình đây, nếu muốn tập tạ thì chỉ cần mang cái này theo, mang đi rất là tiện dụng. Có thể là thay vì mình phải đi tập tạ thì cần cầm theo cái này thôi, vừa được thưởng thức âm nhạc, vừa được tập cơ bắp cho săn chắc luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với dòng loa này với cái điện thoại iPhone của mình nhé. JBL Boombox. Ok. Như các bạn thấy đấy, dòng loa này có một công suất rất là lớn và tiếng bass rất là chắc, rất là phù hợp cho những cái buổi party quẩy ngoài trời, rất là thuận tiện. Và hiện tại dòng loa này đã có mặt tại hai chi nhánh Anh Đức Digital 36 Phan Châu Đục và 9 Nguyễn Hữu Linh với giá bán hiện tại là 9.990.000 đồng. Nếu như anh chị thật sự quan tâm đến sản phẩm này, hãy đến Anh Đức Digital để trải nghiệm và sẽ được hỗ trợ với giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Hãy like và subscribe kênh Anh Đức Digital để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.